những điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Kính thưa quý vị, trăm hoa đua nở một ngày không bằng một phút đợi chờ tình yêu. Và tình yêu cũng đã đến với đôi bạn trẻ Văn Tình và Thu Hằng của chúng ta. Họ gặp nhau, họ yêu nhau, họ cùng nhau chứng minh tình yêu là có thật. Và hôn nhân chính là kết quả cuối cùng cho một câu chuyện tình đẹp như thế. Và ngay bây giờ, không để toàn thể quý vị đợi chờ lâu hơn nữa, chúng ta tạm gác lại những công việc riêng của mình và hãy cùng anh chị của mình về cánh cổng hôn trường cưới ấy để cùng chào đón đôi bạn trẻ đẹp nhất, rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Văn Tình Sánh Dân cùng cô dâu Thu Hằng sẽ cùng nắm chặt tay nhau bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt đến toàn thể quý vị. Dạ vâng, xin mời. Từ khi còn nhỏ còn bé thì Văn Tình và Thu Hằng của chúng ta đã được lớn lên trong những vòng tay yêu thương và với những sự giúp đỡ của hai bên gia đình. Và trong ngày vui, ngày phúc, ngày trọng đại của hai con thì không thể thiếu những sự hiện diện đông đủ của đấng sinh thành. Với phía đại diện bên gia đình nhà trai, trân trọng kính mời bố Lò Văn Cương và mẹ Lò Thịnh Diễn là song thân phụ mẫu của chú rể. Văn Tình sẽ bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt đến toàn thể quý vị. Dạ vâng, xin mời. Về phía họ nhà gái, cho phép ban tổ chức chương trình, chúng tôi cũng xin được trân trọng ra và giới thiệu kính mời lên sân khấu có ông Lưu Văn Minh và bà Lò Thị Thần là song thân phụ mẫu của cô dâu. Vâng, xin trân trọng kính mời hai ông bà sẽ lên trên sân khấu để đứng cạnh người con gái xinh đẹp của mình. Xin mời. Và hiện diện trên sân khấu tình yêu ngay lúc này đó chính là đôi bạn trẻ cũng như hai bên gia đình thông gia hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để tỏ lòng cảm ơn đến toàn thể quý vị đã không quản ngại đường xa xa xôi, bất chấp thời gian và ngập để đến tham dự buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Sau đây ban tổ chức trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cũng như hai bên gia đình thông gia hạnh phúc nhất của chúng ta sẽ cùng cúi một cái đầu thật sâu để tỏ lòng cảm ơn đến toàn thể quý vị. Dạ vâng, xin mời. Thân mến, hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2024, tức ngày 4 tháng 9 năm Giáp Thìn, là ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình cũng như chính quyền địa phương cho phép. Với sự hiện diện đông đủ của gia đình quý vị khách quý, cho phép Đức Trọng và Như Thành xin được công bố buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ chú rể Văn Tình Sánh Dân cùng cô dâu Thu Hằng. Thu Hằng, Văn Tình xin phép được bắt đầu.
thân mến. Trước khi yêu nhau, cô dâu cũng nói với chú rể rằng em như chén rượu đào, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cây, anh xin uống cạn để say suốt đời. Và những nghi thức cũng không thể thiếu, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng di chuyển về những happy để cùng rót ra những giọt rượu đầm thắm và hút vào trong happy. Trân trọng kính mời hai em ạ. Tới tất cả quý vị nha, quý vị nhá. Và Đức Trọng sẽ hô 2-3-0, 2-3-1 và 2-3. Chúc mừng anh quý vị, quý vị nhá. Xin mời quý vị hãy dậy. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Quý vị ơi, mẹ và quý vị ơi, to đều nhá.